một lần tình cờ em đi hết rau ngoài suối thì em mới thấy cái hòn đá nó sao nó đẹp đẹp, cái em mới đem về. Đem về cái những lúc mà rảnh rỗi em ngồi em ngẫm nghĩ, em suy ngẫm, em nhìn cái thằng đó em y như là em thả hồn vô đó vậy, thì em thấy nó lạ lạ, nó rất là thú vị, rồi đam mê nữa. Cái rồi sau đó thì em cũng có ý định là sau mình những lúc rảnh rỗi sau mình không đi ra ngoài suối mình tìm những cái sản phẩm như vậy, mình cũng thấy nó rất là hồn nhiên, rất là nó lồng cho tinh thần mình, thấy là yêu đời hơn, thoải mái hơn. Cái là từ đó em thấy đam mê luôn. Cái đây như là một dàn thư pháp ấy, nhưng mà nói chung là chữ nho thì mình không hiểu gì mấy, nhưng mình nhìn nó mình mường tượng như là một dàn thư pháp. Đây là tượng của một chú vua đang vượt đèo này, ngoại vua này, cái vua ông vua này. Đây là thiên hoa cưỡi mai, đang cưỡi mai này. Cái này là ở Ba Tiêu thuộc huyện Ba Tơ, lượng tốt ở đấy. Cái sản phẩm này thì trị giá 1 triệu. Cái này là chỉ là văn đá thôi, hoa văn nó đẹp cuồn cuộn, nhưng mà đây cũng là một chiếc tóc khó tìm lắm, hơi mạc luôn nè, tìm không dễ đâu, không có đâu. Đây cũng như là một ngọn lửa cháy, đơn cháy bùng bùng vậy đó, nhưng mà như người khóc thì họ là nghĩ đây là một bông hoa hoặc là một quan thánh gì đó, như tác giả họ đã để tên cho sản phẩm của họ là như thế. Nói là đây là ngọn lửa, nhưng mà họ là nói đây là cây đô của quan thánh. Đây, đây máy ảnh siêu tầm nhiều nơi lắm, hay chỗ nào mà xong có đó là đi tới thôi, không kể dần non hay nén vậy đó. Nhiều lúc là trưa nén hừng hực vậy, 12 giờ cũng ở ngoài suối, ở trên thì mặt trời mà dưới thì đó nắng cũng đi bình thường. Theo tôi là tác phẩm này là như một con hổ đang rình mồi. Đây là một cái tác phẩm hình tượng, còn người quá cách khóc đó là chân dung, mà đây nó rõ nét nó là tình mẫu tử, đây là người mẹ, còn đây là đứa con, cho nên mẹ đang ôm con. Hiện tựa là ở trang hội thì gồm có 5 thành viên, thì cũng chênh lệch nhau tuổi cũng không có bao nhiêu hết, trẻ trẻ không à. Đặc biệt là chỉ có một mình mình là phụ nữ thôi, còn toàn là đàn ông hết. Là hồi cách đây mà mấy năm về trước á, như cái giai đoạn đầu mình mới đam mê á, thì tìm đó thì nói chung là nó cũng hơi dễ hơn bây giờ, còn bây giờ là những họ chơi rộng rỡ lắm, nên là họ cũng lên đó họ kiếm, họ bây giờ không còn nữa. Cái hòn đá mình nhìn ở đó nó rất là xấu, mà mình đi nguyên cả ngày mình không có cái tác phẩm này, không có sản phẩm này, thì mình bây giờ mình về không thì cũng thấy phí, thôi mình noa đỡ cái cục đó về. Noa về thì những lúc mà mình rảnh á, mình ngồi mình suy ngẫm một kiệt tác luôn. Đây là chùm rau của độc ma nè, là mũi nè, mát nè, đây chân mà ông nè, còn phần đây là đầu tác ông nè. Bởi vì độc ma tác lắc rất là bồ xù, rau nữa.